Thời bất động sản sốt nóng thì nhiều khách hàng đã đổ tiền vào những dự án chưa đầy đủ tính pháp lý. Hậu quả là đến nay thì tiền thì khó đòi lại được và nhà thì cũng chẳng thấy đâu. Bất ngờ là tại Hà Nội thì thời gian qua đã có những dự án đắp chiếu nhiều năm nhưng mà bỗng nhiên được rao bán khiến người mua hết sức hoang mang. Ghi nhận của phóng viên bản tin tài chính kinh doanh thông qua đường dây nóng. Cách đây 6 năm, hơn 70 khách hàng đã đóng hàng tỷ đồng mua căn hộ tại dự án có tên Skyview Trần Thái Tông ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi thu tiền, dự án đã ngừng thi công nhiều năm nay. Bất ngờ là thời gian gần đây, bên ngoài dự án treo các pano quảng cáo với cái tên mới toanh là Vic Tower. Thông tin chào bán cũng được đăng tải trên trang web của một số sàn bất động sản. Khi nào đặt cọc được? Đấy, khi nào mà bán thì đặt cọc luôn anh. Thế à? Tức là khoảng 1-2 tháng nữa à? Dạ vâng. Kỳ lạ hơn là từ một dự án 21 tầng, thì nay, theo các lời quảng cáo, chung cư này đã biến thành 33 tầng. Và dự án đã nâng lên thành 33 tầng, không có một cuộc họp gì với khách hàng, không có một thông báo gì với khách hàng. Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ. Và tên gọi cũng khác. Vậy thì cái dự án Skyview của chúng tôi nó đang nằm ở đâu? Tôi đề nghị rằng nếu cơ quan chức năng làm việc để cho những người đằng sau chúng tôi đây, họ nghe được cái thông tin dự án như này, họ không mắc phải những cái sai lầm như chúng tôi hiện nay. Không những đắp chiếu nhiều năm, chủ đầu tư còn bán trùng một căn hộ cho hai khách hàng. Đến nay, khiếu nại của khách hàng vẫn chưa được giải quyết. Hứa là sẽ đổi căn nhưng mà hứa để đấy thôi mà coi như là bao nhiêu lần này chúng tôi rất là chắc rồi. Đáp lại những lo lắng của khách hàng, đại diện chủ đầu tư cho biết họ không liên quan gì về việc giao bán. Chủ đầu tư không hẹn được ngày nào dự án có thể tiếp tục xây dựng. Không, nếu giao ra bán thì công ty đã dừng bán lâu rồi. Không có cái còn cái chuyện đấy là khách hàng với lại mọi người cứ tìm hiểu kỹ, cái đấy không chính thống. Theo các luật sư, khi khách hàng góp vốn vào dự án, họ là chủ của một phần dự án. Vì vậy khi có bất cứ sự thay đổi nào, công ty phải có sự thông báo lấy ý kiến người góp vốn. Để giải quyết không thỏa đáng thì khách hàng có thể liên hệ với tòa án để thực hiện các thủ tục khởi kiện, yêu cầu hủy bỏ hoặc là bồi thường thiệt hại theo các điều khoản trong hợp đồng góp vốn đã ký. Ngoài việc hoang mang về việc dự án bỗng nhiên được thay tên khoác áo mới, thì điều mà khách hàng tại dự án Skyview lo lắng hơn là sau chừng ấy năm huy động vốn, dự án chưa hề có giấy phép xây dựng, thậm chí chưa có cả văn bản chủ trương chấp nhận đầu tư của thành phố Hà Nội. Cái có duy nhất là hai tầng hầm không hiểu bằng cách nào được xây dựng không phép nằm chễm chệ ở trung tâm quận Cầu Giấy,